Trong báo cáo mới nhất gửi Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước đề xuất 4 nhóm giải pháp và 2 nhóm kiến nghị theo hướng siết chặt thị trường vàng, trong đó có xử lý nghiêm hành vi thao túng trục lợi và buôn lậu. Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp cùng các bộ ngành và địa phương triển khai tổng thể các giải pháp để xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng cao, ổn định thị trường vàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, thực hiện chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật. Cơ quan này cũng đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, thao túng trục lợi gây mất ổn định thị trường vàng. Bên cạnh đó, thì Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu bán vàng miếng trực tiếp để bổ sung nguồn cung vàng miếng SJC cho thị trường, phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công an và chính quyền các địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo hiệu quả của các phương án can thiệp.